Sáng 17 tháng 4 tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, binh chủng tăng thiết giáp tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ tăng thiết giáp toàn quân năm 2023. Lữ đoàn tăng thiết giáp 215 là đơn vị đăng cai phục vụ. Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp dự và chỉ đạo. Cùng dự có thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Chính ủy binh chủng tăng thiết giáp, đại biểu là thủ trưởng các quân khu, quân đoàn, học viện, nhà trường, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị liên quan, cán bộ chỉ huy các cơ quan đơn vị tăng thiết giáp trong toàn quân. Đợt tập huấn nhằm thống nhất một số nội dung về tổ chức phương pháp huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tăng thiết giáp làm cơ sở để các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Những năm qua, binh chủng tăng thiết giáp đã có nhiều biện pháp lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt nhằm nâng cao toàn diện chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tăng thiết giáp toàn quân. Một trong những giải pháp binh chủng xác định mang tính then chốt quyết định chất lượng huấn luyện đó là tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ toàn diện cán bộ huấn luyện, đồng bộ các khâu các bước trong công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tham mưu, hướng dẫn kiểm tra, tổ chức huấn luyện cho đội ngũ cán bộ. Đợt tập huấn lần này, binh chủng đã xác định những nội dung trọng tâm, cơ bản nhất, đi sâu vào tổ chức phương pháp huấn luyện, giới thiệu vũ khí trang bị mới, vũ khí trang bị cải tiến và những sáng kiến đề tài mà binh chủng đã nghiên cứu, áp dụng và thực hành. Đặc biệt, nội dung tổ chức và phương pháp diễn tập chiến thuật tăng thiết giáp hai bên và diễn tập đối kháng, đây không phải là nội dung mới, nhưng là một trong những nội dung lần đầu đưa vào tập huấn làm cơ sở để các đơn vị tăng thiết giáp tổ chức huấn luyện, diễn tập trong thời gian tới. Các đối tượng tham gia tập huấn được tập trung bồi dưỡng nhiều nội dung lý thuyết chuyên sâu, áp dụng các công nghệ hiện đại, kỹ thuật chuyên môn cao. Đây cũng là dịp để các đơn vị tăng thiết giáp trong toàn quân trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đồng thời là bước cụ thể hóa kế hoạch thực hiện nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo kế hoạch, đợt tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4 năm 2023.